những tình huống thoát pressing uyển chuyển của cầu thủ áo đỏ. Yusuf Jabe. Abad Murat. Chúng ta đã giành được bóng. Tuấn Anh chọc khe rất đẹp. Pha giành bóng của Tuấn Anh. Hùng Dũng. Quang Hải. Đỗ Hùng Dũng. Hùng Dũng và Tuấn Anh lúc này đã trở thành bộ đôi tiền vệ dự án ý nhất trong mắt của ông Park Hang-seo. Bóng và tham gia vào những tình huống để tổ chức. Hùng Dũng. Những đường truyền dài dành cho Văn Toàn sẽ có nhiều khó khăn với Tiến Linh. UAE giống như phần lớn những đội bóng của Tây Á và vùng vịnh là những người có kỹ thuật tốt, thi đấu thông minh, tuy nhiên họ có một điểm nói chung là thiếu tập trung. Tới của đá Việt Nam giúp cho chúng ta lần đầu tiên có thể tiến vào sâu hơn ở một giải vô địch bóng đá châu Á. 12 năm sau, thế hệ mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu đã có nhiều sự trưởng thành. Chúng ta có một huấn luyện viên giỏi gắn bó hơn 2 năm qua. Và đây là lúc mà chúng ta có nhiều sự tự tin. Đường chuyền vào của Quang Hải. Abdurrahman. Đứng trước bóng là Đỗ Hùng Dũng. Có lẽ đây là lần đầu anh mang áo số 9. Pha giải nguy của Abdurrahman. Họ đã để thua trong trận đấu gặp Thái Lan. Và có lẽ là tình huống để cho Terasin Dangda mở tỷ số của trận đấu trong lượt trận gần nhất của vòng loại World Cup lần này đã khiến cho Van Marwijk phải gọi lại những cầu thủ như Vadis Abbas. Ở buổi họp báo hôm qua thì các huấn luyện viên đã được bồi thường. Quang Hải. Trọng Hoàng. Pha bắt bài rất nhanh. Tiến Linh. Đỗ Hùng Dũng. Đây là Hùng Dũng. Cố gắng phá bẫy. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Cho đến lúc này thì chúng ta vẫn chưa nhận thấy một tình huống thật sự đáng kể nào của đội bóng áo trắng gần với khu 16m50 của thủ môn Đặng Văn Lâm. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam cũng đang có những khó khăn nhất định ở khâu kết nối khi đến gần với khu cấm địa của đối thủ. Nhưng về tỷ lệ kiểm soát bóng cho đến lúc này dù vẫn là ít hơn, nhưng Đỗ Hùng Dũng, Văn Toàn, Tuấn Anh. Ăn tiền hàng không cho đội tuyển Việt Nam. Và theo cảm giác của chúng tôi thì lúc này mặc dù chưa phải là chân chu, nhưng chúng ta đang có một đội ngũ tấn công dày hơn. Tiến Linh, Văn Toàn. Với tình huống thoát xuống gần nhất của Văn Toàn, chúng ta đã có một pha. Đỗ Hùng Dũng. Hùng Dũng rất nhanh đã lấy lại được bóng. Tuấn Anh.
Đoàn Văn Hậu. Lúc này thì trận đấu giữa hai đội tuyển Malaysia và Thái Lan trên đất Malaysia đang có tỷ số hòa 1-1. Brendan Gan là người đã gỡ hòa cho đội chủ nhà Malaysia. Kết quả hòa của cặp đấu giữa Malaysia và Thái Lan. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có mặt ở khán đài của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Trước đó thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến sân từ lúc hai đội chuẩn bị chào cờ. Chơi với chuyên môn cao, tập trung và đặc biệt là rất quả cảm. Nhìn động tác xử lý rất bài bản của các cầu thủ áo đỏ. Đường truyền là của Trọng Hoàng, Hùng Dũng. Cơ hội! Tiến Linh! Tiến Linh! Phạm Linh! Có thể có thẻ đỏ. Một tình huống phạm lỗi, một tình huống mà có thể dẫn đến bàn thắng. Thẻ đỏ! Thẻ đỏ trực tiếp! Thẻ đỏ là chính xác bởi vì đó là một pha bóng Tiến Linh hoàn hảo để ghi bàn. Không cần phải tranh cãi gì nữa với những pha phạm lỗi như vừa rồi. Trọng tài đã thổi phạt Tuấn Anh. Trong quá khứ thì họ cũng đã hai lần lọt vào trận chung kết của giải vô địch châu Á Asian Cup. Tường thuật của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Trận đấu đang được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC1 và được rất nhiều đài truyền hình trong cả nước tiếp sóng. Bên cạnh đó khán giả có thể theo dõi, khán giả không thể theo dõi có thể nghe radio ở các kênh VTC1 và VTC2. Chúng tôi xin cảm ơn công ty Next Media, đơn vị sở hữu bản quyền trận đấu đã cung cấp cho chúng tôi phục vụ khán giả. Và cũng xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng Sơn My Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Wow! Tiến Linh! Bàn thắng 1-0 cho Việt Nam. Đúng là không để nhường trước cái tình huống ghi bàn thế tử Vang Sơ. Một cú sút xa đầy bất ngờ và táo bạo. Một pha xử lý có thể nói là rất khó tin. Cũng là một cú đá bằng chân phải nhưng cự ly thì rất xa, khoảng cách có thể nói là lớn và rõ ràng đó là một thời điểm mà ít ai dám ngờ rằng đó là cú dứt điểm, nhưng thực sự khi xem lại chúng ta có thể thấu hiểu được tính hợp lý của nó. Cú đá vừa rồi khiến cho tất cả bất ngờ, đó là cái hay của Vang Sơ. Ông biết khơi dậy những phẩm chất, những điều còn ẩn giấu nơi các học trò và biết bung ra đúng thời điểm. Không mấy khi chúng ta được thấy một cầu thủ Việt Nam thực hiện cú đá ở tầm xa tốt như thế mà lại không có đà. Chắc chắn là như thế. Ngoài 25m, Tiến Linh vung cú sút mà gần như không cần nhìn. Quá đường, mọi chuyện có thể sẽ phức tạp hơn với khung thành của thủ môn Asia. Đỗ Hùng Dũng đá phạt góc. Dù đang là đội bị dẫn điểm nhưng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng bị thiếu người. Chính vì thế mà vào lúc này họ cũng không thể chơi nôn nóng. Vẫn đang là một đội hình được bố trí. Đường truyền của Hùng Dũng. Tiếp tục là cầu thủ đỏ. Đường truyền là của Hùng Dũng, Tiến Linh. Đã có lỗi việt vị của... Anh Huy nhắc đến Robben, tôi mới nhớ đến tình huống mà Robben đã từng có cơ hội trong trận chung kết năm 2010. Nếu như pha đối mặt với Casillas mà Robben không đá ra ngoài thì giờ đây ông Van Marwijk đã có tên trên bảng vàng của bóng đá thế giới. Từ xưa hay người này của ông Vang Sơ. Thêm một vài tình huống ở đầu hiệp 2, Văn Toàn vẫn chưa thể có được sự kết nối tốt với các đồng đội.
ông Park Hang-seo đã quyết định củng cố hàng công bằng việc đưa Công Phượng vào sân. Công Phượng là người đã gặp một chút vấn đề trước khi trận đấu gặp Indonesia bắt đầu, và đó là lý do khiến anh không thể vào sân. Bây giờ là lúc mà đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chơi với thời gian vừa qua trên đất Bỉ vẫn là những thử thách có thể nói là không dễ để vượt qua. Nhưng trở về với màu áo đỏ trong một trận đấu có nhiều thuận lợi như thế này, chúng ta chờ đợi khoảnh khắc mà Công Phượng có thể tỏa sáng. Đoàn Văn Hậu chuyền vào để bóng và tranh chấp tầm cao với Banda Mohamed. Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Quang Hải, Tuấn Anh rất chuẩn mực. Trọng Hoàng, An Samsi phối hợp với Duraman. An Samsi là cầu thủ mới vào sân còn khỏe, anh quyết định dốc bóng tuy nhiên đã bị chặn lại. Công Phượng, Quang Người tiếp tục đột phá, lại là Quang Người vẫn còn. Pha đánh chặn của Đỗ Hùng Dũng, Tuấn Anh. Những pha chạm bóng của Tuấn Anh vẫn có thể nói là tuyệt vời. Sở dĩ tôi đã phải dùng tư thần nên nhớ rằng trận gần nhất của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, Tuấn Anh chỉ chơi được một hiệp. Đó cũng là một hiệp đấu rất hay trước người Malaysia. Nhưng rồi sau đó thì Tuấn Anh cũng bị chấn thương và vắng mặt ở trận đấu tiếp theo gặp Indonesia. Nhưng bây giờ một trận đấu có lẽ là đầy đặn hơn. Và cho dù có thể không phải là một đường chuyền quyết định thuộc về Quang Hải, Hùng Dũng, sau những kết quả không tốt của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thất bại trước Thái Lan và những gì mà họ đã phải nhận cho đến lúc này trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn khi họ không phải là quá mạnh như những gì mà người ta đã chờ đợi họ trước khi vòng loại thứ hai của World Cup 2022 bắt đầu. Nhưng cũng cần phải thấy rằng Thái Lan đã trở lại với một vị thế của một đội bóng mạnh, còn đội tuyển Việt Nam thì rõ ràng là một sự trưởng thành vượt bậc. Đúng như tôi đã bình luận, tiếp tục có xe đổi trên hàng không, Hoàng Đức sẽ vào sân. Và kết thúc, phần thắng đã thuộc về đội tuyển Malaysia với tỷ số 2-1. Đó là một kết quả tương đối bất ngờ, nhưng có lẽ là không quá lạ đối với nhiều người vì bóng đá Malaysia luôn có được một sức mạnh lớn khi chơi trên sân nhà và họ không mấy khi e ngại bóng đá Thái Lan. Chiến thắng của bóng đá Malaysia sẽ khiến cho cục diện của bảng G trở nên khó lường hơn. Thái Lan dẫm chân tại chỗ sau lượt trận này, trong khi đó thì Malaysia đã có được 6 điểm và đã bám sát được Thái Lan. Thế trận phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn đang được đảm bảo. Khoảng trống dành cho Quang Hải. Hùng Dũng, nếu như V-League giải vô địch quốc gia của Việt Nam đã kết thúc thì lúc này giải vô địch quốc gia UE vẫn đang diễn ra. Giải bóng đá của UE vắt từ mùa thu năm trước sang mùa hè năm sau. Giải vô địch UE mùa giải 2019-2020 đã diễn ra được 7 vòng đấu, có 14 đội góp mặt. Dẫn đầu lúc này đang là Syria, xếp thứ hai là đội bóng nổi tiếng Al Ahly, xếp thứ ba là Al Ain, câu lạc bộ giải vô địch nhất trong lịch sử bóng đá UE. Hoàng Đức, cuối cùng và người vào sân sẽ là một tiền vệ trung tâm, đó là Đức Huy. Hoàng Đức đang ở giữa. Sút bóng không vào. Suýt nữa tỷ số được đưa lên 2-0. Công Phượng.
Đức Huy, Quế Ngọc Hải,